Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Mọi người ở nhà chống dịch như thế nào rồi? Còn mình thì suốt ngày ăn thôi. Sẵn trong nhà mình đang có hai con ghẹ xanh, thì ok, mình sẽ nấu bánh canh ghẹ nha. Có thêm vài con bạch tuộc baby nữa nè. Chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với những bếp của mình nha. Mình không mua được xương ống nên mình dùng xương gà để thay thế nè. Thêm củ cải trắng và hành tây cho nó ngọt nước nha. Mình hầm nước dùng trong vòng 45 phút nha. Sau đó thì vớt hết ra và lọc nước dùng lại cho nó trong lên. Thế là xong nồi nước dùng ngon ngọt rồi. Tiếp theo thì mình sẽ đi xào nấm rơm. Nấm rơm mình để nguyên không cắt đôi nha. Nêm vào đây một muỗng cà phê hạt nêm và đường để tạo màu cho món này, thì mình dùng màu điều nha. Nước dùng nào mà có nấm rơm thì xác định ngon xỉu luôn á, vì nấm rơm làm cho nước dùng của mình nó ngọt thanh á. Ai ăn cay thì cho thêm một xíu ớt bột và tiêu nữa, màu khá là đẹp mắt rồi thì mình cho vào nồi nước dùng luôn nha. Mình đã từng ăn bánh canh ghẹ ở Cầu Bông, một chỗ mà bánh canh ghẹ ngon nhất ở Sài Gòn á, mình rất là thích luôn nên hôm nay mình cố gắng nấu lại cho thật là giống. Mình cho bánh canh bột sắc này vào luôn nha. Nêm vào đây thêm 2 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê nước mắm nữa. Nấu khoảng 2-3 phút là sợi bánh canh của mình cũng đã chín. Cuối cùng là mình cho ghẹ và bạch tuộc vào. Tới đây thì mình không cưỡng lại được nữa. Mùi thơm nó bốc lên là mình đói bụng lắm luôn á. Đợi nó sôi bùng lên nữa là xong nha mọi người. Bánh canh ghẹ của mình cũng đã chín rồi nè. Cùng mình đi làm nước chấm nha. Mình có ớt, tỏi, muối, đường, thêm nước cốt chanh nữa nè. Nếu mọi người dễ mỏi tay quá thì có thể đem xay nhuyễn nha. Mình vớt cọng bánh canh ra tô như thế này, sau đó thì cho ghẹ lên. Ai đã từng ăn bánh canh ghẹ rồi thì comment ở dưới cho mình biết nha. Cho bạch tuộc vào nữa nè. Tiếp theo là nấm và nước dùng ngọt thanh nữa, không thể thiếu hành lá và ngò rí, thêm một xíu tiêu cây nồng nữa. Mời tất cả mọi người ăn chung với mình nha. Nguyên một con ghẹ khá là to luôn, lâu lắm rồi mình mới ăn lại ghẹ. Mình sẽ thử cọng bánh canh bột sắc trước nha, ngon lắm luôn á mọi người. Cho bạch tuộc với sốt muối ớt đỏ của mình nè, mình không còn từ nào mà diễn tả được luôn á, ngon xuất sắc luôn nha mọi người. Còn đây là em ghẹ, nhân vật chính của tô bánh canh hôm nay, siêu chắc thịt và ngọt luôn nha. Nếu chiều nay mọi người chưa biết ăn món gì thì coi hết video này của mình nha. Bye bye mọi người.